bông nào cũng chuẩn bông luôn, cánh khít đều. Rồi mình đi về mình vô clip của chú mình xem nha. Ủ không, này lô này bông bông đẹp đều luôn. Rồi vô clip luôn ha. Rồi em xin chào. Rồi, chào danh lại. Chào cô chú anh chị, nay em đến với kênh bonsai Cần Thơ, em xin lên một lô mai nữa, nhưng mà em lựa tâm dự em lựa có 6 cây mai gốc đẹp cũ thế tàn đều là cho cô chú anh chị chơi Tết, bông từ 6 tới 12 cánh. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ vườn nhà em. Em xin chân thành cảm ơn. Số điện thoại Zalo của em là 0378716458. Rồi em xin vô cây mã số 1. Quay vàng cho giọng quay giọng sẵn đó quay. 6 cây này đồng giá của em là 2,4 triệu một cây hết. Cây củ đế có hết tàn cao, bông đẹp. Tàn quá kính đều luôn, kẹo luôn. Em lựa có 6 cây có củ này em lên cho cô chú anh chị chơi. Đồng giá là 2,4 triệu hết. Ủa trời bá luôn. Cây này cao là khoảng 1m8, 1m9. Em có tự hào cô chú anh chị hết. Còn tán ngang. Tán ngang là 1m6. Quay vàng quay mặt củ. Bông nó từ 6 tới 12 cánh nha chú anh chị. Củ đế. Trời nho. Bá phủ rất là to cô chú bạn nở nha. Em xin đo cái dòng hoành thân là 22, hoành 22 củ là 34, củ 34 chỉ cần điều kẹo. Cây em thường chậu này cũng gần cả năm rồi cô chú anh chị, đủ đầy đủ điều luôn á. Chị chết hết ha. Điều điều. Cây phong cao. Cái này làm bao phí ship vận chuyển cô chú anh chị hết luôn nha. Rồi, phép mình đổi cây với cô chú anh chị bạn. Rồi, xin cây số 1. Rồi, tiếp tục qua cây số 2. Tàn điều. Điều tròn vo luôn. Củ to. Chiều cao là 1m7, 1m8 thì cô chú anh chị. Tán ngang cây này là 1m5. Em có tự hao của chú anh chị hết rồi nha. Tàn kính đều hết à. Một cốt, chỉ cành đều luôn. Đều. Củ to, bự. Câu này củ đẹp ha. Rồi, hoành thang. Bông nó cũng đẹp luôn như nãy cô chú anh chị. Hoành thân 21. Củ đế là 30. Củ 30. Dàn xương đều. Nụ kẹo đầy đủ cho cô chú anh chị chơi Tết luôn. Cây này vậy cô chú anh chị chơi Tết xong cô chú anh chị tồng nữa. Tồng càng. Chi cành đều luôn, một cốt thẳng luôn. Lắc cái thằng này chút xíu thôi. Thân này phải lắc siêu quá đẹp đủ nè chú chị ha. Đó nhóc chân ha, điều 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 chứ đây nở gồ đẹp lắm, bông đẹp. Rồi đồng giá luôn ha, đồng giá là 2,4 triệu lô này 6 cây. Rồi phép mình đổi cây luôn. Rồi tiếp tục qua cây số 3 là cô cũ quá trời, cũ cho bá luôn. Củ làm như con rắn nó quấn quấn. Chỉ cần điều. Chiều cao là 1m8. Tán ngang cây này là 1m5. Mặt bông nó đẹp lắm cô chú anh chị. Từ 6 tới 12 cánh. Tàn cũng đều, cũng cao. Củ to. Nụ thì đầy đủ kẹo luôn, cây này nụ hết hồn luôn. Ừ. Quá trời luôn ha. Cục 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 cục. Điều chứ. Cây này chịu mà trồng đủ tàn cái nụ dữ lắm luôn. Gây hồn. Ghê thiệt chứ. Mình là 21.
Mình nhỏ nhưng mà củ to. Củ là 33. Củ 33. Củ to mà nó đồn cao lên ha. Chi cành điều. Cô chú anh chị coi có hộp nhãn mà có ưng ý hết 6 cây này á. Em giao xe cho cô chú anh chị hơn bao là 200 cây số quay đầu á. Em giao trong ngày luôn. Dạ, phép nở cây luôn hết cô chú anh chị. Đây rồi, tiếp theo qua cây số 4 của cô chú anh chị các bạn ơi. Cũ nè, con trà bá nè. Này đế nở, cũ. Đẹp đẹp. Đế ghế điều. Chi cành thấp. Một cốt, chi cành rất là điều kẹo luôn. Nụ thì quá trời quá tí luôn. Điều luôn. Chiều cao cái này là 1m8. Tán ngang là 1m5. Em có tự hao cô chú anh chị hết nè. Em đo em lấy phỏng phỏng lấy giật vô cả tắc thôi. Cái này bông quá bông luôn. Bông kẹo luôn. Nụ quá trời. Nụ chi chích luôn, mỗi cái lá tương đối là khá là đều luôn. Dày xương lực. Mấy cây này về chơi Tết 2023 là ok luôn. Quá đẹp. Một cốt này thẳng luôn. Lúc này thẳng băng. Nụ của em cũng đã là đạo nụ hết rồi. Bây giờ về cô chú anh chị tưới nước là lâu nha. Miếng phân như là Tết. Bông đẹp ok. Đây lực tàn đều. Nụ kẹo. Cây ghiên. Dẻo ghiên bông đẹp. Thằng thân cái này là 22. Còn cũ nguyên cũ dưới. Đây này lực 33. Cũ 33 và 22. Giờ phép mình đổi cây với cô chú anh chị các bạn. Số 4. Giờ gọi tiếp theo cây số 5. Cũ trồng do nữa nè. Để điều luôn. Chi cành đều một cốt càng tròn kính. Chiều cao cái này 1m6, tán ngang 1m6 luôn. Càng tròn do đều ha, kẹo rồi. Quỳnh thân là 22. Quỳnh 22. Củ đế là 34. Củ 34. Một cốt chi cành điều. Nụ keo đầy đủ cho cô chú anh chị đi Tết luôn. Đây là cây số 5. Số 5. Rồi xin xuống cây mã số 5 luôn. Rồi tiếp theo cây, rồi, cây số 6. Lên cây số 6. Cây này nó cái tàn nó hơi nhỏ thôi mà bông nó bông chuẩn bông luôn, bông đẹp luôn. Củ to, bông đẹp. Nè một bông nó nở. Bạn mình cho view cho cô chú xem rồi đó. Đây. Cánh khích, nhiều cánh luôn. Tại 8 cánh trở lên, 8 cánh gì á. Cây này có tới mười mấy cánh luôn. Đúng rồi. Bứt đếm nè. 2 4 6 8 10 14 cánh. Đó, cánh khích không ha. Chuẩn bông luôn á, chảo luôn, nhiều cánh luôn. Cái này nó hơi nhỏ mà nó được cái gốc chứ bông nó đẹp. Bông chuẩn bông cô chú anh chị bạn. Chiều cao là 1m6. Cái này chạy ghiên là được. Tán ngang là 1m4. Em lên 6 cây này đồng giá là 2.4 triệu với 14 cây sau 14 chung cây clip này luôn là đồng giá con 1.4 triệu cây nha cô chú anh chị. Đâu anh là cái này em lựa ra 6 cây gốc củ đế cho cô chú anh chị chơi. Thích là củ có đầy đủ bông chuẩn bông đẹp luôn. Hoành là 21. Hoành 21. Củ này gói củ này đẹp. Nó to nó đôn lên cao. Củ là 30. Của 30.
gửi củ đôn lên đẹp ha. Cái hàng này giờ mua phôi không cũng phôi cỡ vậy không cũng triệu mấy, 2 triệu cây của chú như vậy to bự bông chuẩn bông ha. Cái này mình biết mặt bông hết trơn thì cô chú yên tâm nè, đặt cái bông này cô chú anh xem nè. Lâu lâu lên clip cho cô chú anh chị mua về chơi cho nó đẹp á. 2, 4, 6, 8, 10, 12 4 cánh luôn. Đẹp chứ. Bông nó thơm. Không gắt rồi, đều. Xin xuống cây mã số 6 luôn. Rồi tiếp theo là cây nhỏ nhỏ hơn cây mấy cái nãy chút xíu ha. Mà giá không nghĩ luôn cô chú anh chị cho tới luôn. Bông đẹp không à. Chuẩn bông hết trơn. Bông đẹp luôn. Rồi tiếp tục em lên chung clip sớm là 14 cây này đồng giá là 1,5 triệu một cây. Em bao phí vận chuyển cho quý anh chị luôn. Bông nè, có bông có mặt bông sẵn để cô chú anh chị coi luôn. Bông gió đẹp nè, thì dạch cái vải lá đó, lá đó. Đúng. Ồ, không. Từ 6 tới cánh tới lên không? Bông chùm không. Chị nở cái khúc rồi không chú anh thấy. Còn mấy cây nè, nụ kẹo chứ đều chứ. Nụ này là cô chú anh chị mua về chứ. Xương vàng à. Xương đẹp luôn, cây lực. Bông chuẩn bông ơi cô chú anh chị bạn. Rồi hình số chiều cao. Chiều cao là 1m6. Tàn đều, kẹo. Tán ngang là 1m4. Cây này rất là lực. Lực cây luôn. Chị nhận xương đều luôn, một cốt thẳng luôn. Bình thân là 22. Bình 22. To ha. Đó. Bán giá hồ nghị của chú mình tìm luôn nha. Bình cái 2 mấy. Mày nụ kẹo, bông chuẩn bông đó. Đều. Ủa, chi chích chưa? Rồi, phép mình đổi cây. Rồi, xuống cây số 7. Cây số 7. Rồi, lên cây mã số 8 luôn. Cây số 8, chi cành này xương quá trời luôn á. Đều. Cái lô này đồng giá là 1,5 triệu một cây. Em bao phí ship cho cô chú anh chị luôn. Cô chú anh chị nào có hợp nhãn mua từ 10 cây lên, em kêu xe đi trong ngày cho cô chú anh chị luôn. Bao cô chú anh chị là 200 cây số quay đầu nè. Ăn điều nụ kẹo. Cho thông số luôn. Nụ quá trời nụ. Ghê hồng. Nụ cao là 1m6. Nụ quá ghê hồng. Tán ngang là 1,5 m. Sao luôn. Ê, nụ dữ gì. Tàn đều, nụ kẹo. Chân cành bự bự không à. Đều một cốt không? Thẳng, chứ cành đều. Rồi, cho hoành luôn. Hoành là cây này là 20. Hoành 20. Số điện thoại của em là 0378 716 458. Địa chỉ của em là ấp Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thành, Lách, Bến Tre luôn. Cũng một địa chỉ một. Rồi, các đỡ cây ha. Rồi, xin xuống cây số 8. Đỡ cây số 8, với cây số 9. Luôn. Rồi, lên cây mã số 9 luôn. Cây số 9 là cuối của chú gì vậy? Tàn, kính mít, nụ kẹo. Để dễ lực luôn nở rồi kẹo hết. Ồ cái thằng chì cành lực cây này nó hơi xù bể xù nách luôn, lên xù một cốt chì cành khá là đẹp, lên xù luôn ha. À, phải xù đó cục cục đó và sẵn nó đâu hoành nè, để điều để điều bự à. Rồi hoành 29. Hoành trên bộ ghế ha. Nó hoành thân 29 của chú anh chị. Chiều cao là 1m6. Tán ngang là 1m6 luôn. Này có tự hào của chú anh chị hết rồi. Đáng quá đẹp. Nụ thì bao la luôn. Nụ kẹo chứ ha. Mấy chùm nhánh này nó nở ra đây biết chàng thật rồi, cỏ nhiều.
Rồi, thế mình rồi, cây xuống cây mã số 9 luôn. Tiếp theo lên cây số 10. Rồi, cây số 10. Tàn cũng đều, kẹo. Cô chú anh chị có muốn mua mà về để mình bán lại Tết á, điện thoại em chỉ địa chỉ cho cô chú anh chị xuống tới vườn em mua. Số lượng cây em còn rất là nhiều. Tàn đều. Số lượng cây em bự có, nhỏ có, cỡ nào cũng có hết. Tàn dần dòi. Dạ, có thông số luôn. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 1,5 m luôn. Đằng do 9 m. Hoành thân là 21. Hoành 21. Đủ hay đầy đủ đều. Cô chú anh chị mà có xuống tới vườn mua thì giá nó sẽ giảm lại, giảm cái chi phí tiền ship của cô chú anh chị. Tại vườn thì lúc nào giá cũng nới hơn em ship đi. Đây rồi, em đổi cây luôn. Rồi xuống cây số 10. Rồi, tiếp theo lên cho mã số 11 luôn. Cây này để nở nè. Để nở luôn. Cây này tàn quá, sức cố, sức tàn. Chỉ cành đều, cành thông. Cây này tàn quá cao. Cái này chiều cao nó tới 1,7 m. Tán ngang 1,5 m. Cây này tàn dữ ha. Quá, quá đẹp. Chú anh chị lựa mua, mua mấy cây này nè mấy. Chất lượng. Nụ thì cô chú anh chị yên tâm nha. Điều này là nụ đẹp, đầy đủ. Bao đẹp hết. Chung một lô nó cái bông đẹp không. Chi cành đều cốt. Hoành thân cây này là 20. Hoành 20. Hoành 20. Cốt chi cành đều. Nụ đầy đủ, đều. Đâu có đầy đủ nè. Trang cho nó lá nè. Cô chú anh chị coi được thì cứ điện thoại của em là số 0378716458 luôn. Cây này cao. Vậy gọi phép mình đổi cây ha, đồng giá hết nha quý cô chú. Bạn có cây nhỏ nhỏ nè. Chiều gửi cây. Tiếp theo. Rồi, cây mã số 12 ha. Cây số 12 cũ nè. Để nở. Chi cành đều. Dàn này là nụ của chú anh chị khỏi chê ha. Nụ là quá trời nụ luôn á. Điều chứ. Tàn kính. Cái này lùng lực à. Chiều cao là 1,6 m. Tán ngang cũng 1,6 m luôn. Cái lùng lực. Cái cành đều hết. Không kẹo quá đẹp. Đây, nụ nữa. Nhóc cái nha. À trời, nhánh này nè, nụ nè. Chi chích luôn. Đúng rồi. Quá trời. Đây nè. Để nở luôn, chỉ cành lực một cốt đều. Cây, cây quá đẹp. Hoành thân là 22. Hoành 22. Còn lớn không à. Cho phép mình đã cây hết chú anh chị các bạn. Rồi, xuống cây số 12. Rồi, tiếp theo luôn. Rồi, tiếp theo số 13 của chú anh chị. Cây số 13. Tàn kính điệu chứ. Một cốt chỉ cành điệu. Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao là 1,6 m. Tán ngang 1,5 m. Có từ hai của chú anh chị hết. Đủ đây cô chú anh chị yên tâm. Rất là kẹo luôn. Nhặt một bá chồng lên. Khỏi gì. Nhặt đại đó. Chùm chùm có nụ. Sẽ nhặt xuống nè. Đó. Điều hết đây. Cây nụ ghê không nha. Hoành thân là 21. Hoành 21. Cốt chỉ cành điều.
kính. Cây số 13. Rồi, xin xuống cái mẫu số 13 luôn. Rồi, tiếp đỡ cây, tiếp tục lên cây số 14. Luôn. Cây mẫu số 14 luôn. Tiếp theo cây số 14. Tàn cũng đều chọn do kính này. Thì cao là 1m6. Tán ngang cũng 1m5 đi. Tự hào của chú anh chị hết rồi. Lâu này đồng giá là 1,5 triệu một cây, bao ship vận chuyển cô chú anh chị hết nè. Nụ thì đều hết trơn nhánh. Cô chú anh chị có mua mà tầm 10 cây ăn lên nó thì em bao phí ship vận chuyển cô chú 200 cây số quay đầu. Em đi trong ngày luôn. Chị canh điều. Hoành 20. Hoành thăng là 20. Hoành 20. Cô chú anh chị có muốn mua số lượng nhiều á thì xuống tại vườn em luôn. Em vườn em địa chỉ em ấp Vinh Hiệp, xã Vĩnh Thành, Gia Lách, Bến Tre. Xuống tại vườn thì giá em bán nới hơn cô chú anh chị. Nụ thì cô chú anh chăm nha. Nụ rất là kẹo tới chăm. Quá trời nụ luôn. Rồi, phép mình đỡ cây với cô chú anh chị bạn. Rồi, tiếp theo cây số 15. Tàn chọn do điều con cao cao. Chiều cao là 1m7. Từ hai của chú anh chị còn 1m6 đi. Tán ngang là 1m5. Cao 7 tán ngang 1m5. Tàn điều. Hoành thăng là 20. Hoành 20 hả cô chú anh chị bạn. Một cốt thì cành cũng khá đều ha. Tàn tròn. Rồi đồng giá luôn. Cái số 15. Rồi xin xuống cái mã số 15. Rồi phép đổi cây luôn. Rồi tiếp theo cây số 16. Tàn cũng kính cũng đều ha. Một cốt chỉ cần cũng đều đầy đủ. Chiều cao cái này là 1m6. Tán ngang là 1m4-50. Tàn kính đều. Cái này để cũng khá. Thăng cái này là 22. Còn 22. Một cốt chỉ cần điều lực. Cành lực luôn ha. Đầy đủ, đầy đủ của chương trị gì tết luôn. Tàn kính điều. Rồi, phép mình đỡ cây hiếu quý của chú anh chị bạn. Lại đi. Rồi. Trộm lên cái mới số 17. Tiếp theo cây số 17. Tàn tròn tròn đều đều giống như nhau, lô này cỡ cỡ mà đặc lắm cái này, đặc cái này lưỡi cái đặc đặc xương nó đều lực. Chiều cao là 1m6. Tán ngang 1m4. Cái này em đo cái từ hao của chú chị hết, cứ yên tâm. Một cốt chỉ cần đều. Có cái này để nở luôn, để nở chỉ cành thấp lực. Một cốt nữa ha, chỉ cành rất là đều luôn, to to đều đều hết. Bình thân là 22, 21 năm. Dạ. Bình thân 21,5. Cái này là mã số 17 nha. Mấy trăm trăm, đúng rồi. Cái số 17. Đủ, đầy đủ rồi chú như bạn, kẹo hết chẳng ha. Rồi phép mình đổi cây heo quý của chú anh chị các bạn. Xuống cây số 17 luôn. Tiếp theo cây số 18. Rồi tiếp theo cây số 18. Tàn cũng kính điệu.
chỉ cành nó khá là đều, một cốt. Đây cũng hơi cao chút. Chiều cao này 8-9 luôn. Tán ngang là 1,5 m. Tán ngang bự lắm, mơm lắm. Tán ngang cho má. Cây này để nở, cây này lực nha, cái gân, thân nó gần gần. Cây này màu đế là để nở. Quần thân là 20. Quần 20. Chỗ này mấy cái nhánh này nó to cho bá bự. Một cốt với cành á. Điều điều. Đủ cái đầy đủ đều cho các chú chị chơi Tết luôn nha. Cho phép đổ cây luôn hết cô chú các bạn. Rồi tiếp theo cây số 19. Cây này nở một số bông cô chú chị, bông gió đẹp. Bông gió luôn. Nở đẹp. Tại nó nở mấy bông gió cô chú chị với nụ nó còn ôm rất là nhiều. Đẹp ha. Cô chú chị đừng thấy nó nở vậy cái sợ nó nở hết. Chuyển bông luôn ha. Dảo luôn, bông đẹp không mà. Cánh khích đều kẹo chứ ha, nụ còn nhiều lắm nha. Cây này chuẩn bông cái gì vậy, chỉ cành đều. Chiều cao là 1,7 m rồi 1,6 m này, tán ngang hơi nhỏ, tán ngang 1,3 m 50 bông là chuẩn bông, nụ còn dữ lắm nụ. Đúng là dạo ghim mà dạo dạo chuẩn bông luôn, này còn hơn ghép nữa. Này Tết nở một cái vàng thật luôn. Nụ còn rất là nhiều luôn chứ, kẹo lắm. Nở cái tâm hồn tươi tái luôn. Đúng rồi. Quỳnh thân là 19. Rồi, 19. Nở tới dưới đây luôn. Bông đẹp luôn. Lâu nó cái này bông nó đẹp, lâu nào cũng lâu này bông đẹp nữa. Nó bông dài cô chú mình thấy vậy đó. Gây hồn không? Nụ còn kẹo lắm á. Hồn rất là nhiều luôn ha. Rồi, thêm đỏ cây hay quý cô chú chị bạn. Rồi, tiếp theo cây số 20. Rồi, cây số 20 luôn. Tàn kính đều. Kính đặc. Cây này có củ to to nữa. Có củ luôn nha cô chú anh chị. Cây khô liếp ha. Cô chú anh chị mà coi tới cuối clip là phải chọn cái này nha. Thường là thấy cuối clip có cây đẹp đẹp. Cái này tới 1,8 m nè. Tán ngang là 1,3 m. Cây này đặc lắm cô chú anh chị. Không có từ hao của chú anh chị hết. Tàn kinh mít luôn. Có đế kẹo luôn nha. Đế thành củ nè. Có cây tử luôn. Rồi cái gắn cái củ tự nhiên to tròn cho ha. Đã ha. Cái cũ tới 28. Cũ 28. Hoành thân 19. Hoành 19. Nụ đầy đủ tiêu. Nụ nhóc sang đây ha. Đây này nụ. Có đầy đủ điều chứ. Tàn kính quay vòng cái củ đế. Ồ chà bá, cái này mình khai thác mình ôm cái củ là củ to ha quý cô chú anh bạn. Mình xử lý đế lại, mình chơi là phôi lại, tạo dáng lại cái này rất đẹp. Quá đẹp luôn. Cũng đồng giá luôn ha, cây nhỏ nhỏ này đồng giá. Chưa cái này cây. Là đồng giá hết là 1,5 triệu một cây hết. Em bao phí ship vận chuyển cho cô chú anh chị hết luôn. Cô chú anh chị mà có coi có muốn mua nhiều á, mua số lượng lớn thì xuống tại vườn em bán, giá nó sẽ nới lên, không có tính phí vận chuyển như thì giá luôn nằm cũng rẻ, rẻ hơn ship từ cây. Rồi mình chào hết luôn rồi, em xin chào cô chú anh chị. Rồi chào danh luôn, chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn có bỏ ít gian xem ha. Rồi trân trọng kính chào.